Ngày xưa thì ở đây ấy, cái dân số ở đây là chính gốc là gốc Tào Xuân, nhưng mà thực tế là đi vận chuyển hàng cho huyện, cho tỉnh. Nhưng bây giờ thời và một thời gian đó là xóa bỏ bao cấp đi, rất là thôi, là bây giờ chỉ đang đi mà lại đi xuống sông nước. Cái nghề sông nước thì không có nghề gì cả, chỉ có đi làm nghề đánh cá vớ vẩn thôi, cuộc sống chỉ có thế thôi. Ngày thì cũng được, ngày nhiều thì được bù chứ lại ít. Ngày mà làm được cũng được 100, một bữa mà không được cũng được 7-8 nghìn thôi. Không có sông như tiền thì nó không có nhiều. Giờ đây tôi đi có 9 người con thôi. Mà cháu mà không trả được học từ đầu cho đến cuối, từ đại cho đến rốt, không trả được đứa mà đi học cả. Đứa cháu được, nếu ba đứa lấy vợ lấy chồng thì được 5 đứa cháu ngoại, nội ngoại chứ đấy. Thì bên kia thì được 2 cháu, 2 cháu đứa nội được học, còn còn cháu, 2 cháu đứa cháu ngoại này không được đi học này.